ở đây thì mình đang có một cái tai nghe mới của hãng B&O, Bioplay H8. Thì đây là một chiếc tai nghe có cái dáng ngoài giống như cái H6 mà trước kia mình đã từng giới thiệu với các bạn. Nhưng mà ở đây mình muốn giới thiệu với cái H8 này, chúng ta sẽ có hai cái điểm nhấn chính. Thứ nhất đó là chiếc tai nghe này được trang bị cái khả năng kết nối Bluetooth không dây và thông qua cái chuẩn aptX, cho nên chúng ta sẽ có được chất lượng âm thanh cỡ như là với chất lượng âm thanh của CD. Và cái điểm thứ hai đó là cái công nghệ chống ồn chủ động Active Noise Cancellation. Thì đây là hai cái tính năng rất là đặc biệt trên cái Bioplay H8 này mà hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với các bạn. Thì xung quanh hộp chúng ta vẫn có những hình ảnh của chiếc tai nghe cũng như là những cái thông tin mà nhà sản xuất họ để ở phía trên mặt lưng của sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ngay cái Bioplay H8 để các bạn xem chiếc tai nghe này nó trông như thế nào, lớn nhỏ ra sao và những cái công nghệ bên trong nó như thế nào. Vậy thì mình sẽ... Ở đây thì mình đang có cái Bioplay H8 với cái màu đó là Grey Hazel. Thì nó sẽ còn thêm một cái phiên bản nữa, đó là cái màu da kem. Thì mình sẽ cố gắng mình mượn được cái tai nghe đó về và khui hộp để các bạn xem. Thì bây giờ mình chỉ có cái màu da bò này để các bạn xem thôi. Mình khui nghe để các bạn xem cái tai nghe H8 này như thế nào. Xung quanh chúng ta sẽ khui ở phía đằng sau lên. Nó sẽ có những cái rãnh. Thì các bạn có thể thấy là mình đang có một tai nghe nguyên siêu. Số. Và khi mở ra nó sẽ như thế này. Và đây là chiếc tai nghe Bioplay H8. Thì ngay khi mà các bạn cầm chiếc tai nghe lên, chúng ta sẽ cảm nhận được cái trọng lượng siêu nhẹ của tai nghe này. Nó chỉ nặng hơn khoảng 250g một tí. Và ở bên tai phải của tai phải sẽ có thêm những cái chức năng. Thì tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái này. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một số những phụ kiện kèm theo. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái dây hai bên và mở nó ra như thế này. Chúng ta có thể mở phần bút ở phía trên ra. Ở bên trong chúng ta sẽ có ba cái hộp khác nhau. Cái hộp đầu tiên mà mình mở ra thì bên trong sẽ đựng một cái túi. Thì với cái túi này chúng ta sẽ sử dụng để đựng cái tai nghe. Ngoài ra còn có thêm một cái dắt chuyển hai đầu khác. Cái hộp thứ hai nhỏ hơn thì mình sẽ mở ra. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai sợi dây. Một sợi dây đó là cái cổng micro USB, đó là một sợi dây để chúng ta có thể sạc cho tai nghe này. Và cái sợi dây thứ hai là jack 3.5. Và cái hộp cuối cùng ở trong cái bộ sản phẩm này chúng ta sẽ có thêm, đó là những cái tài liệu hướng dẫn rất là nhiều của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có 3 năm bảo hành, 36 tháng đối với những cái sản phẩm của B&O. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc tai nghe B&O Bioplay H8 được bán chính hãng tại Mỹ Nguyên. Ở đây thì mình đang có cái tai nghe Bioplay H8 của B&O. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái chất liệu cũng như cái cấu thành của cái tai nghe này. Thì các bạn có thể thấy là chiếc tai nghe này cũng tương tự và nó gần giống như cái Bioplay H6 trước kia mà nó có giới thiệu với các bạn. Chúng ta vẫn có một cái bộ khung làm từ aluminium rất là chắc chắn và chịu lực rất là cao. Ở phía trên cái phần headband, ở phía bên ngoài sẽ là cái phần da bò thật được viền một cái đường viền may tay, đường chỉ may tay ở phía ngoài như thế này mà nó chạy suốt qua bên này. Thì các bạn có thể thấy được là cái tai nghe này họ trang bị rất là cao cấp bởi nó sử dụng chủ yếu là kim loại và da thôi, không có sử dụng những chất liệu nhựa nhiều. Chúng ta sẽ có ở phía bên dưới cái phần đệm tai nghe bên ngoài là da cừu, bên trong là những cái mút bọt biển. Và một cái điểm khác mà mình thích ở những cái tai nghe của B&O đó là họ để hàng cái chữ lắc ride này ở phía bên trong của cái màn tai nghe. Đây là một cái trang bị rất là thông minh. Khi mà chúng ta dùng nhiều cái tai nghe khác nhau thì chúng ta sẽ mất thời gian để chúng ta tìm bên nào là bên trái, bên nào là bên phải. Thì với cái tai nghe này chúng ta chỉ việc cầm lên như thế này là biết bên nào bên trái bên phải, rất là dễ dàng để chúng ta sử dụng. Ở phía bên ngoài của cái phần đệm tai nghe là một cái bộ khung được làm từ kim loại. Thì ở phía bên cái tai bên trái thì sẽ không có những nút chức năng gì cả. Trang bị cái tính năng chống ồn chủ động thì cái tai nghe B&O Bioplay H8 đã được hãng trang bị một cái viên pin được nằm ở bên tay trái của tay trái bên này. Khi mà chúng ta mở cái móc này ra, chúng ta sẽ tìm thấy cái viên pin với cái dung lượng là 770mAh. Thì nhà sản xuất cho biết nếu chúng ta sử dụng cái tính năng nghe nhạc thông qua Bluetooth cùng với cái tính năng chống ồn chủ động thì chúng ta sẽ nghe được khoảng 14 tiếng liên tục với mức âm lượng vừa phải từ đến cao. Còn nếu mà chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng chống ồn chủ động này với cái dây cáp 3.5 khi mà chúng ta kết nối với tai nghe hoặc là với laptop thì chúng ta sẽ có thể nghe nhạc đến 36 tiếng. Một cái thời gian rất là ấn tượng đối với một chiếc tai nghe có cái đường pin rất là nhỏ như thế này. Khi mà chúng ta đeo vào, chúng ta sẽ sử dụng cái tai nghe, nó sẽ sử dụng hai cái micro ở hai bên như thế này. Đây các bạn có thể thấy nó sẽ tự động điều chỉnh cái nguồn âm ở bên trong phát ra bên ngoài để tạo ra sự cộng hưởng
đối nhau và tạo ra cái môi trường không có tiếng động ở bên trong, chúng ta có thể thưởng thức được âm nhạc tốt hơn. Ở phía bên cái phần tay phải chúng ta sẽ có thêm những cái nút điều chỉnh, thì giống như một số những cái hãng khác, piano họ cũng trang bị khả năng cảm ứng ở trên cái tai nghe này. Khi mà chúng ta vuốt lên hoặc là vuốt xuống, chúng ta sẽ bật tắt cái chế độ chống ồn chủ động. Đây, bật lên thì nó từ phím chính giữa này, chúng ta bật lên thì nó sẽ bật lên, hoặc là bật gạt xuống thì nó sẽ tắt. Ở phía hai bên thì chúng ta sẽ cho qua bài như thế này, và khi mà chúng ta xoay như thế này thì chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng. Đây là một cái trang bị rất là thông minh và rất là đơn giản, cực kỳ hữu hiệu, không có trang bị quá nhiều nút trên một cái tai nghe. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ có những cái nút như là on off và bật chế độ Bluetooth, thì chúng ta chỉ việc kéo qua như thế này và chờ một lát thì tự động cái tai nghe nó sẽ phát ra cái tín hiệu để cho điện thoại chúng ta bật cái thu nhận tín hiệu Bluetooth từ tai nghe và chúng ta có thể nghe ngay. Ở phía bên dưới còn có thêm một cái jack cắm 3.5mm, cùng với đó là cái micro USB để chúng ta có thể sạc cho cái thiết bị này. Rất là hữu dụng khi mà chúng ta sử dụng một chiếc tai nghe có cái thiết kế bên ngoài cực kỳ nhỏ gọn và trọng lượng rất là siêu nhẹ, chỉ khoảng 250g. Nếu các bạn sử dụng nhiều cái tai nghe khác nhau thì đây là một trong những cái tai nghe mà mình thích nhất của B&O. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm, có thể đến các cửa hàng của Mai Nguyên để xem qua cái B&O H8, một trong những chiếc tai nghe mà mình yêu nhất, bởi nó có trọng lượng siêu nhẹ, cái cổ tai nghe này có thể gập ngang để chúng ta có thể cất vào, cùng với đó là chất liệu cũng như là cái cách mà B&O họ đã làm trên cái tai nghe này rất là tuyệt vời. Khi mà mình đã có đeo vào nghe thử cái âm thanh ở trên cái B&O H8 thì âm thanh cho chất lượng rất là tốt, chi tiết rất là cao, cùng với đó là tiếng bass vừa đủ và mid rất là ngọt. Nếu các bạn quan tâm về một chiếc tai nghe nhỏ gọn và có cái chất liệu cũng như là cái sự gia công rất là tỉ mỉ của một cái hãng âm thanh danh tiếng thì đây là chiếc tai nghe dành cho các bạn. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.